Hello anh em, hôm qua buổi sáng nay mình vừa mới check inbox và thấy có một tin như thế này. Làm phim nghiệp dư ơi, cho mình ý kiến chút xíu. Dạo này tình hình dịch bệnh hơi căng, nhiều trường yêu cầu giáo viên quay clip rồi gửi cho học sinh. Liệu admin có thể làm một clip hướng dẫn mọi người quay sơ sơ sao cho rõ nét đủ sáng này nọ không? Có thể giáo viên họ không có máy nhưng con cái họ có thể giúp. Mình cũng đang dạy ở trường Đại học Cần Thơ, có thể làm được nhưng nhiều thầy cô khác có vẻ lúng túng. Nếu được cảm ơn làm phim nghiệp dư nhé. Ok, thực sự nếu như mà chúng ta có tiền, không lo về tiền, đầy đủ những cái thiết bị về đèn, về này, về kia thì mọi chuyện nó sẽ rất là dễ. Nhưng mà nếu mà chúng ta chỉ có 500 ngàn thì chúng ta phải suy nghĩ làm sao để sử dụng cho hợp lý. Và chúng ta sẽ phải chuẩn bị 3 thứ. Trong 3 thứ về ánh sáng, về camera, về micro thì cái quan trọng nhất đó là camera. Đối với iPhone thì mình sử dụng cái app là ProCam. Còn đối với Android thì mình cũng sử dụng cái app là ProCam luôn. Hai cái này mua mất phí khoảng độ 100 ngàn đồng. Và nó có bản miễn phí, tuy nhiên bản miễn phí thì giới hạn lại ở quay 1080 và giới hạn lại ở 5 phút. Cho nên theo mình thì nên bỏ 100 ngàn đồng để xài và quay phim không giới hạn. Tại sao phải dùng hai cái app này thì chút xíu vào phần quay phim mình sẽ nói ha. Tiếp theo sẽ là phần ánh sáng. Thì thông thường mọi người sẽ nghĩ đến là tiết kiệm thì chúng ta nên dùng ánh sáng từ cửa sổ, từ đèn, từ mặt trời. Tuy nhiên rằng là dùng ánh sáng này sẽ rất là rủi ro. Ánh sáng thay đổi sáng tối, mây bay ngang qua nó sẽ làm cho tối đi và mọi thứ nó sẽ rất là khó kiểm soát. Và như vậy thì chúng ta quay phim sẽ không ổn. Cho nên theo mình thì các bạn nên bỏ ra khoảng 300.000 để setup ánh sáng. 300.000. Về đèn thì các bạn không cần phải mua những cái thiết bị đắt tiền hay đèn đắt tiền như thế này. Mà rẻ thì chúng ta sẽ dùng cái đèn kia, đèn LED công nghiệp. Thực ra thì mình cũng không biết giá của cái đèn này bao nhiêu, nhưng mình dự đoán chắc là nó cũng đâu đó khoảng 100.000 đổ lại, hay là khoảng 100.000 chân đèn. Một cái chuôi đèn để gắn đèn vào nó sẽ có giá khoảng độ chắc 50.000 hay 70.000 gì đó. Mình để link phía bên dưới. Chân đèn, đế đèn và đèn ánh sáng gần như đủ, và chỉ còn thiếu một thứ, đó là một cái dù phản. Ok, tạm ổn. Cái dù này là do mình để lâu quá không dùng cho nên nó bị lỗ chỗ, chứ còn nếu anh em mua một cái dù này mới thì nó sẽ mới hơn. Cái dù này đâu đó có giá khoảng độ 100.000. Hoặc chúng ta có thể dùng những cái dù tản sáng như thế này. Nó này, cái này thì cho nó xuyên qua, ánh sáng nó xuyên qua ha. Còn cái dù này thì để nó phản ngược lại. Ok, set up lại với lại cái combo giá rẻ nha. Mình sẽ nói sơ qua về set up nha. Thì như các bạn thấy là nếu như mà chúng ta dùng một cái đèn LED công nghiệp á, thì nếu mà chói trực tiếp vào mặt thì nó sẽ bị gắt á. Nhưng mà nếu mà mình chiếu vào trong cái dù phản xong nó phản xạ lại thì cái nguồn sáng nó to ra và cái ánh sáng đến mặt nó sẽ mịn hơn. Quay phim thôi. Ý tưởng của mình sẽ là để cái điện thoại vô trong cái khe chỗ này. Không cần phải mua chân máy nữa, chế là xong. Điện thoại thì dễ mà. Và khi mà set up cái góc quay điện thoại á, thì có một cái lưu ý đối với anh em, đó là để ngang tầm mắt ha. Mắt của mình cao bao nhiêu á, thì phải để cái góc ngang với lại cái ống kính. Trong điện ảnh người ta gọi là eye line á, đường mắt. Hello. Hello. Bây giờ anh em sẽ nhìn trên màn hình nha. Góc trái phía bên dưới là cái bảng mà mình sẽ ghi chú số lượng đèn và loại dù. Đây là hình ảnh được quay bằng iPhone SE 4K 24 frame với app ProCam và một đèn trực tiếp. Sau đó thì mình quyết định là đổi qua hai đèn. Chúng ta sẽ thấy rằng ánh sáng tốt hơn, bóng đổ ở sau lưng cũng mịn ra một chút.
Và nếu như bạn quyết định thêm 100 ngàn để mà đầu tư thêm thì chúng ta sẽ có thêm một cái dù tản sáng như thế này. Và với một đèn cộng với một dù thì chúng ta sẽ có kết quả như thế này. Quay phim sẽ rất là mịn đúng không? Rất là sướng. Bóng đổ phía sau không còn, tất cả da mặt nó sẽ mịn và ánh sáng sẽ đều. Và nếu như chúng ta dùng hai đèn thì sao? Bật thêm một đèn nữa thì tất nhiên là ánh sáng sẽ mịn hơn và ISO sẽ xuống thấp hơn thì hình ảnh sẽ đẹp hơn rất là nhiều. Anh em có thấy hài lòng với setup này hay không? Chúng ta sẽ thử thêm một setup nữa, đó là chúng ta sẽ gỡ cái dù tản sáng này ra và dùng một cái dù phản sáng, nó sẽ phản xạ lại ánh sáng. Thì đặc trưng của cái dù này anh em sẽ thấy rằng là nó chỉ có ánh sáng ở một hướng mà thôi. Và hình ảnh sẽ tương phản mạnh hơn, sẽ có những cái nét mạnh mẽ hơn. Cho nên là nếu mà bạn muốn mạnh mẽ thì dùng dù phản, và nếu mà muốn dùng mịn thì hãy dùng dù tản. Còn đây là chúng ta thêm một đèn nữa để tăng cái ánh sáng để độ nét nó cao hơn. Và tất nhiên là theo nhu cầu của các bạn thôi. Setup ban ngày thì nó có một điểm đặc biệt hơn những cái hình ảnh mà anh em xem vừa nãy. Chúng ta có một cái nguồn sáng từ cửa sổ, nguồn sáng từ mặt trời thì chúng ta không nên sử dụng làm key light mà chỉ nên làm backlight thôi để nó chiếu vào lưng. Mọi người thấy không? Ở cái chỗ này này nó sẽ có thêm một cái ánh sáng viền, nó sẽ tạo nên cái việc nổi khối và ánh sáng và người mẫu chúng ta sẽ nhìn đẹp hơn. Và lưu ý một điều đó là nếu như mà chúng ta quay phim ở trong phòng tối á, chỉ có một nguồn đèn không thay đổi á, thì chúng ta có thể sử dụng cái chức năng tự động đo sáng của cái phần mềm. Nhưng nếu các bạn mở cửa sổ ra hay là mở cửa để mà có cái nguồn sáng thay đổi á, thì cái khung hình chúng ta sẽ bị sáng tối và chúng ta phải khóa sáng. Đây là một cái lý do mình nói anh em lựa chọn phần mềm này. Bởi vì những phần mềm thông thường, những app thông thường nó không có chức năng khóa sáng tốt như phần mềm này. Và để mà khóa sáng thì chúng ta sẽ nhấp vào nút M chỗ này. Bên đây nó sẽ hiển thị thanh công cụ. Và đây là chữ AE, có viết tắt của chữ Auto Exposure, là tự động đo sáng. Tự động đo sáng là sao? Sáng lên nè, tối đi nè. Sáng lên nè, tối đi nè. Và các bạn sẽ thấy cái hai cái thông số đó là cái thông số này và này, đấy là ISO và shutter speed, nó sẽ thay đổi nè. Và để khóa lại thì dễ lắm, chúng ta chỉ cần chọn ISO ở một cái mức cố định, ví dụ như là 100 và shutter speed cố định là 24 thì nó sẽ không có thay đổi ánh sáng nữa. Và cái việc của chúng ta là chọn cái chỉ số ISO và shutter speed làm sao cho cái gương mặt của chúng ta nó sáng vừa đủ. Ví dụ ở đây mình sẽ chọn ISO là 64, còn shutter speed thì tốt nhất là 48 nhé. Nhưng mà nếu mà thiếu sáng quá thì chúng ta phải cho xuống 24. Ui sao khó chọn thế này. Rồi 48, ISO tăng lên một chút. Được chưa? Thì như vậy khung hình sẽ đẹp và khóa sáng thì chúng ta có di chuyển đi đâu thì hai cái thông số này nó cũng sẽ cố định. Và chỗ này chữ AE nó sẽ có thêm một chữ L phía sau, có nghĩa là chúng ta đã khóa sáng. Và như vậy thì ok, cảm ơn em, bắt tay phát. Ở đây các bạn sẽ thấy chữ AWB, đó là Auto White Balance, tự động cân bằng sáng. Với những cái đèn LED công nghiệp á thì chúng ta nên chọn cái mức White Balance là 5000 thì chúng ta sẽ có màu đẹp, còn nếu mà chúng ta chọn giảm xuống thì cái màu nó sẽ hơi xanh, còn nếu mà tăng hơn thì nó sẽ hơi vàng. Cho nên đúng cái white balance để mà cân bằng thì nó là 5000 thì màu da sẽ ok nhất và đẹp nhất. Rồi, xong rồi, cảm ơn đồng chí. Ok, thú thật với mọi người là hồi nãy mình dùng chân máy, tại vì mình dùng cái đế kia mất thời gian để mà tùy chỉnh góc quá. Không nhất thiết là cứ phải có cái này mới quay được, chỉ là có cái này thì chúng ta quay nhanh hơn. Mà nhớ là khi mà mua chân máy thì chúng ta phải mua thêm một cái kẹp điện thoại như thế này nữa nha. Còn về đèn thì hồi nãy mình đã chứng minh và đã cho mọi người thấy sự khác biệt giữa việc dùng một cái đèn trực tiếp hay là dùng xuyên qua cái dù tản, hay là dùng một cái dù phản như thế này thì nó sẽ cho hiệu quả khác nhau. Cái này thì mịn, cái này thì nó sẽ nhiều độ tương phản và nó sẽ mạnh mẽ hơn. Tùy nhu cầu của chúng ta mà chúng ta quyết định mua cái nào. Tuy nhiên nói về giá tiền thì mình cũng sẽ lưu ý lại một chút là hồi nãy mình hơi ngáo giá. Ví dụ như cái chân đèn này nó sẽ dao động từ 150 đổ lên tới khoảng vài triệu luôn. Nhưng mà các bạn hoàn toàn có thể mua những cái chân nhỏ, chân rẻ, vì cái combo ở phía trên này nó khá là nhẹ. Còn cái đuôi đèn thì
nó sẽ có giá khoảng 150.000 cho hai bóng. Đây là cái bóng mà mình sử dụng trong cái combo này. Thực ra là mình cũng không biết giá nó là bao nhiêu. Search trên mạng thì 40.000 cũng có một cái bóng 40W và mình gắn hai bóng thì nó cho công suất lớn để mà đủ sáng quay phim. Và các bạn thực sự nên chọn phần mềm ProCam bởi vì nó là một cái phần mềm cho chất lượng hình ảnh rất là tốt. Nó có thể khóa sáng và nó có thể khóa được white balance để mình quay phim tốt hơn và cho màu sắc ổn định hơn. Anh em nghĩ gì về combo này? Hãy bình luận phía bên dưới nhé. Nếu mà có câu hỏi nào thì cứ hãy phía bình luận phía bên dưới. Hy vọng rằng cái clip này sẽ giúp cho các thầy các cô, những cái bạn làm trong ngành giáo dục sẽ tự tin hơn trong việc quay phim và quay phim đẹp hơn, nét hơn để làm những cái giáo trình online trong những ngày mà chống dịch Covid này. Mọi người cũng nên ở nhà nhé, đừng có đi chơi nhiều quá hay là tụ tập ở nơi đông người, rất là nguy hiểm. Nghiêm túc luôn á, khi mà dịch bùng ra mình nghĩ là không có ai có thể chống lại được cái dịch này đâu. Đoàn kết, cố gắng ở nhà để mau chống lại dịch Covid, mau được đi câu cá. Mình mất 2 ngày để làm video này và video này không hề có trong kế hoạch, cho nên anh em chờ khóa học thì chờ thêm 2 ngày nha.